Xin chào các bạn, chào mừng trở lại với một tập khác của Game 3. Tôi là Ellie và hôm nay chúng ta sẽ có một cái nhìn tại dự án chơi game thực sự thú vị. Điều đó đã thu hút rất nhiều sự chú ý từ nơi chúng ta đang ở trong cộng đồng gần đây. Lại Wonder Hero, vậy dự án này là gì? Và tại sao mọi người lại đánh giá cao trò chơi này? Chúng ta sẽ tìm ra câu trả lời trong video này hôm nay. Vì vậy chúng ta hãy đi thẳng vào nó. Về lối chơi cá nhân, chi tiết đồ họa, trò chơi này trông rất tuyệt vời cho trò chơi di động. Lối chơi tổng thể giao diện, các nhân vật vâng, nó trông rất tốt và mang đến cho tôi một cuộc sống tương lai thực sự. Có tới 100 biến thể của anh hùng, từ tăng câu đến pháp sư. Mỗi anh hùng có vũ khí và thiết bị độc quyền, khả năng độc đáo tuyệt vời đó. Các anh hùng đến từ nhiều ngoại hình khác nhau, mà mỗi anh hùng có từ 6 đến 9 skin mỹ phẩm. Đều có thể mở khóa thông qua tiến trình ngày trò chơi, và họ cũng có nhiều hơn 400 vũ khí và thiết bị rộng với mức độ hiếm hơn nữa để người chơi lựa chọn. Với nhiều lựa chọn như vậy, kích thước chiến đấu và chơi đảm bảo là duy nhất và khác biệt mỗi trò chơi. Vì vậy tôi chắc chắn rằng bạn sẽ không cảm thấy làm hoặc cảm thấy buồn chán khi chơi trò chơi này. Nói về lối chơi, hãy đi sâu vào, đi sâu hơn vào cơ chế của Wonder Hero. Giống như các trò chơi giải đấu RPG khác, để gia vị và chọn đúng anh hùng không may là một phần quan trọng của trò chơi. Nhìn thấy một trong những anh hùng miễn phí để chơi trò chơi, người chơi có thể có ít nhất 3 skin anh hùng và 3 vũ khí, lần lượt khóa 3 anh hùng tham gia một trận đấu. Khi bạn sẵn sàng, bạn có thể tham gia vào những điều sau đây. Button Mode, Tinnit, Infinite, Uon, Signal. Button Mode về cơ bản là đầy cảm xúc, với một cốt truyện mở rộng để người chơi trở thành nữ hoàng, khám phá thế giới thật là một anh hùng. Tương tự như chế độ Winner thực sự là nơi bạn có thể chiến đấu với tất cả người chơi, leo lên võ đài và nhận phần thưởng. Vô hạn một nữa là một trò chơi mà bạn được cấp cấp độ ban đêm ngẫu nhiên, 100 anh hùng để bắt đầu. Phần thưởng ngẫu nhiên sẽ được trao để nâng cấp nhóm của bạn, hiệu quả chiến đấu cho mọi nơi. Giờ 1. Trò chơi chúng tôi tiếp tục cho đến khi toàn đội bị đánh bại và bạn hoặc cấp độ trang phục về cơ bản là. Nó có khá nhiều. Đó là cách yêu thích của tôi để nhận phần thưởng, bởi vì loại này thường có phần thưởng hiếm hơn những phần thưởng khác. Chế độ cuối cùng khá độc đáo, đó là một tín hiệu. Trong chế độ này, bạn sẽ có tất cả người chơi để bảo vệ căn cứ 1 lần kẻ xâm lược để kiếm phần thưởng mà họ cũng bị mất. Tất nhiên tôi đã ở đây và tôi tìm thấy một người chơi sẽ không bao giờ cảm thấy nhàm chán với loại trò chơi này. Trong chiến đấu sẽ có nhiều thứ và các thuộc tính mà bạn phải chú ý, ví dụ các loại vũ khí, cuộc đua anh hùng ông chủ và các yếu tố vũ khí chống lại nhau. Nhưng vì lợi ích của dòng video, tôi không thể xem qua tất cả chúng trong video này. Nhưng nếu có thể, tôi sẽ làm một video khác để phá vỡ các bạn về điều này. Thế là đủ cho phần chơi game. Tôi chắc chắn bạn háo hức muốn biết làm thế nào để đạt được từ trò chơi này. Vì vậy đã đến lúc nói về tokenomics của chúng tôi. Vì vậy một anh hùng giống như hầu hết những người khác chơi trong trò chơi, bao gồm một hệ thống mã thông báo kép. Quả gió là mã thông báo của chính phủ của trò chơi với nhiều tiện ích, nên nâng cấp quyền truy cập năng lượng cấp cao hơn. Khai thác đang thực hiện để nhận được nhiều phần thưởng hơn. Mặt khác, Khan là tiền tệ của Ấn Độ của một anh hùng, và bạn có nhiều người để mua anh hùng, hộp vũ khí cho thị trường và vận hành các mặt hàng. Bạn có thể kiếm được cả hai mã thông báo bằng cách tham gia các và hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng hãy nhớ, số lượng token bạn kiếm được một ngày bị giới hạn. Bạn có thể tăng số tiền tối đa mã thông báo tăng một ngày bằng cách tiếp tục lên cấp. Theo
Theo ý kiến của tôi, đây là một điểm sáng trong một hệ thống mã thông báo anh hùng. Và nó khiến người chơi cười tè tét, cũng như là cơ chế chống lạm phát. Đây là thước đo mã thông báo của Uan. Vì vậy cho bất cứ ai, những người quan tâm đến việc đầu tư vào token này, xin vui lòng báo hiệu rằng dịch vụ công cộng đã và xem mã thông báo riêng tư vừa được thanh toán. Tháng trước như vậy trong 3 tháng tới, chúng tôi sẽ không có bất kỳ bản phát hành mã thông báo khóa nào. Vì vậy khá an toàn để xem xét đầu tư nó ngay bây giờ. Làm ơn không tư vấn tài chính. Những gì tôi thực sự thích về dự án này là họ có một đội khá mạnh và hợp pháp ủng hộ đằng sau việc đặt một anh hùng. Tất cả đều có một nền tảng khá ấn tượng. Đặc biệt là CEO 801 với anh ấy là Echo của Biki. Dẫn đầu tiết thị con của cả tuần, thấp hơn là 7 năm trong không gian ngôi sao tiết thị. Người đồng sáng lập Ali cũng sợ sản xuất trò chơi và tấn công. VB của 20 thay đổi hàng đầu. Công cụ rất ấn tượng, vì vậy tôi chắc rằng họ biết họ đang làm gì. Chỉ có một điều khiến tôi khó chịu là thực tế là chỉ một số trong số họ có liên kết trong hồ sơ. Và hầu hết trong số họ thậm chí không có ảnh hồ sơ hoặc liên kết bổ sung. Vì vậy tôi hơi thận trọng. Nhưng tôi sẵn sàng đưa ra lợi ích của sự nghi ngờ. Mặc dù Wonder Hero không có nhiều đối tác như vậy, phẩm chất để tạo nên số lượng của chúng. Wonder Hero EC Super của Bogasi sẽ là Avengersi và Morning Sita Venturesi. Có những cái tên đáng chú ý trong ngành công nghiệp điện tử. Một trò chơi không là gì với người chơi của chúng tôi. Vì vậy chúng ta hãy nhìn vào các cộng đồng. Nói về số thô, khi các anh hùng hiện có 81.000 người theo dõi trên Twitter và 30 trường hợp trên Telegram, mặc dù đó là những con số ấn tượng, điều làm tôi ngạc nhiên nhất là những tương tác trong kênh Telegram. Người theo dõi rất nhiệt tình với trò chơi. Họ đều thiếu câu hỏi về trò chơi, bởi vì chúng ta với nhau về các mặt hàng và cơ khí và những anh hùng liên tục. Và điều đó có nghĩa là họ luôn dành thời gian để cố gắng trả lời tất cả các câu hỏi. Vì vậy tất cả những thứ đó đều được ký kết cho thấy một cộng đồng tốt. Và ngọn lửa của tôi là một cộng đồng tốt. Dự án tốt tuyệt vời. Vì vậy tôi thực sự hy vọng nó đúng với các trường hợp của Wonder Hero. Hơn nữa, tiết thị của dự án cũng thực sự tốt. Với rất nhiều khoản thanh toán tiền điện tử nổi tiếng và những người chơi trống trên YouTube chơi trò chơi và nói về nó rất nhiều. Do đó trò chơi thực sự hợp thời trang. Rất nhiều phương tiện truyền thông xã hội. Tôi sẽ thấy bạn là người tiết thị thực sự truyền cảm hứng. Vậy đó là vỏ bọc tất cả những điều bạn cần biết về Wonder Hero. Nhìn chung, tôi nghĩ đây là một dự án trò chơi tiềm năng với lối chơi đồ họa tốt và những người ủng hộ tuyệt vời phía sau. Và trên hết nó cũng có một cộng đồng tuyệt vời. Vì vậy tôi có thể tưởng tượng những điều chúng ta sẽ sai trong tương lai. Nếu bạn muốn bạn biết nhiều hơn về dự án này hoặc cách kiếm tiền anh hùng kỳ diệu, hãy theo dõi video tương lai của tôi mà chúng tôi bao gồm và giải thích cách kiếm token tốt nhất trong Wonder Hero. Đó là nó cho ngày hôm nay. Nếu bạn tìm thấy chúc các bạn này. Vui vẻ, đừng quên nhấn like, đăng ký và theo dõi kênh Tech của chúng tôi để biết thêm thông tin. Tôi là Ellie từ Game 3 và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Tạm biệt.